Mời các bạn chúng ta cùng vào ví dụ số 1. Bài toán cho hình vuông ABCD có cạnh bằng A, SA vuông góc với mặt phẳng đáy và người ta cho SA thì bằng A căn 3. Tính góc giữa các cặp mặt phẳng sau. Bài toán cho chúng ta một ý có 4 ý đúng không? Đấy. Thì đầu tiên các bạn sẽ cùng nhau vẽ cái hình này. Hình này cũng khá đơn giản thôi. Hình chóp SABCD. Đây. Cái nút xuống đây để cho có chỗ rộng đây này. Tầm như này thôi. Đây điểm S này. A B C D. Hình chóp SABCD có SA thì bằng A căn 3 rồi. Các cạnh đáy bằng A nhá. Hình vuông. Và phần thứ nhất, người ta yêu cầu tính góc giữa hai mặt phẳng SBC và mặt phẳng SAB. Đó. SBC. SBC đây. Và SAB. Đúng nào? Góc hai mặt phẳng này. Thì cũng rất đơn giản thôi. Chúng ta đã biết rằng là thằng BC này. Các bạn trước ta biết chứng minh cái mẫu này chúng ta gặp rất quen thuộc rồi. BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. Nhá. Vì sao lại thế? Vì BC vuông góc với là AB theo tính chất hình vuông. BC vuông góc SA. Vì SA vuông góc mặt phẳng đáy. Do vậy BC sẽ vuông góc với mặt phẳng SAB. BC vuông SAB rồi mà BC lại nằm trong mặt phẳng SBC. Chính vì vậy mặt phẳng SBC và mặt phẳng ASAB sẽ vuông góc với nhau. Đó. Người ta có này. Nhá. BC vuông góc với AB. BC vuông góc với SA. Để do SA vuông góc với đáy. Đó. Được chưa? Mà BC lại nằm trong mặt phẳng BC lại nằm trong một cái mặt phẳng SBC. Đấy, đúng cái định nghĩa, định lý ta suy ra thôi nhá. Nếu như một đường thẳng mà vuông góc với mặt phẳng này ta suy ra nhá. Nếu như đường thẳng vuông góc mặt phẳng thì cái mặt phẳng chứa đường thẳng đấy cũng sẽ vuông góc với cái mặt phẳng kia nhá. BC nằm trong SBC rồi. Mà BC lại vuông góc với S